Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đường của em các bạn ơi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ngọt bằng chuối. Này, lần này mới thích. Ôi giời ơi. Con này là hơi bị bạc màu các bạn ạ. Hơi hơi tối màu tí. Ra phát được em đen luôn. Hàng súng. Úi giời. Đúng lèo luôn. 140 quả. Đây bà Sơn mua 130 quả. Liễu vạch nhá. Hai con gì? Đen. Ôi giời ơi. Ở đâu? May nhỉ. Cửa cống. Cửa cống. Trắng hay đen? Đen. Úi giời ơi. Úi giời. Hàng đen luôn luôn các bạn ạ. Ngọt bằng chuối. Trời ơi, thiểu. Mất rồi. Bộp phát không biết con gì. Hôm nay mình chỉ yếu nhặt những con thiểu này thôi nha các bạn nhé. Rồi. Đây các bạn ơi. Thiểu. Có trời thiểu. Hơi bé á. Bé các bạn ạ. Tiếp tục nha các bạn nhá. Ok. Con này sẽ làm cái dụng phát. Lên ngay em đen. Mùa tháo đồng quê mình các bạn ạ. Tháo cho dân thôi, cấy gặt. Gian sáng em ơi. Ở gian sáng kìa. Hả? Bắt đầu rồi. Nó chạy à? À. Vừa bắt được rồi.
biết nó xuống dưới này. Giếc này các bạn ạ. Đây nha. Các ông ơi đang ăn. Gọi mợ lên ăn sáng. Nó chui xuống mà bằng tiếng chưa thấy có gì các bạn ạ. Sộp đây. Đây các bạn ạ, sộp rồi. Trồng cái cam nó xuống một tí các bạn nhé. Ôi, con còn nó chạy. Chạy ra rồi. Đây rồi các bạn ơi. Úi xa. Úi xa. Đây các bạn ơi. Úi xa. Wow. Con này hơi gầy. Hơi gầy các bạn ạ. Thế từ từ vớt con chép ra lên cái. Đeo rồi gãy cổ.
Đây cho quăng con chép luôn thì Vân này. Lốt cái đoạn mương này xong mình chuyển sang bên kia các bạn. Rượu bé lắm. Thôi đeo loại này gãy cổ các bạn ạ. Trời ơi. Đéo ấy. Cá này quên mình gọi là cá ngão các bạn nhé. Dược quá trời nhưng mình không lấy. Trời ơi, mưa phùn các bạn ạ. Thì ống kính nó sẽ bị mờ đi. Mong các bạn thông cảm nhé.